Trong video này, tôi sẽ chỉ cho bạn 14 bệnh hại cây cam quýt được quan tâm nhiều ở California. Mang gỗ trồi và các bộ phận của cây họ cam quýt từ các nước khác vào Hoa Kỳ và California là bất hợp pháp vì nó có thể gây bệnh. Tôi đã làm một video về cách đưa các giống cây cam quýt vào California một cách hợp pháp mà bạn có thể xem thông qua liên kết trong phần mô tả bên dưới bệnh vàng lá hay aslb là bệnh hại cây cam quýt chết chóc được biết đến nhiều nhất và đang lây lan rất nhanh ở california căn bệnh vi khuẩn không thể chữa khỏi này lây lan qua cả việc người dân di chuyển cây cam quýt qua cành dâm và trái cây và cũng thông qua một loại côn trùng kỳ lạ gọi là rầy chổng cánh châu á hiện đang phổ biến ở miền nam california và cố gắng xâm chiếm các vùng khác của california trước khi làm cây chết aslb cho trái có hình dạng xấu xí và mùi vị tệ virus Tristeza, cây cam quýt có một số chủng khác nhau có thể gây ra một loạt các triệu chứng và là virus gây bệnh đáng kể nhất cho cây cam quýt. Ngoài việc lây lan bằng cách ghép cành, Tristeza còn lây lan qua sự di chuyển của cây bị nhiễm bệnh và do rệp. Một chủng đang lan rộng ở California gây ra sự suy giảm nhanh chóng của cam ngọt trên các gốc ghép cam chua. Một chủng sổ thân rất nghiêm trọng cũng được tìm thấy ở California làm giảm năng suất và chất lượng của trái cây cam quýt bất kể gốc ghép là gì. Sịp bông ở California làm lây lan tristeza trên cây cam quýt. Tristeza có thể trở thành một vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều ở California nếu rệp nâu trên cam quýt, vật trung gian truyền bệnh hiệu quả nhất của tristeza, được đưa vào nhờ sự di chuyển của các vật liệu thực vật bị nhiễm bệnh vào California. Bệnh bên trên cây cam quýt là một bệnh do vi khuẩn trên cây cam quýt tồn tại ở California trong các vùng của thung lũng trung tâm và các nơi khác. Bệnh bên được truyền sang cây cam quýt từ các loài thực vật khác bởi rầy xanh đuôi đen và có thể lây lan hơn nữa khi con người ghép chồi cây cam quýt bị nhiễm bệnh. Bệnh gây ra các triệu chứng tương tự như ASLB nhưng ít nghiêm trọng hơn. Bệnh do vây roi mạch dẫn cây cam quýt là một bệnh vai roi của cây cam quýt ảnh hưởng đến quýt quất và một số giống quýt lai các ảnh hưởng đến cây cam quýt khác nhau từ còi cọc đến suy kiệt và chết cây bệnh vai roi mạch dẫn cây cam quýt lây truyền chủ yếu qua các dụng cụ cắt thỉa cành và dâm cành bị ô nhiễm việc sử dụng chồi cây không có mầm bệnh từ chương trình chồi cây cam quýt của california chương trình bảo vệ vô tính cây cam quýt hoặc ccbb đã làm giảm sự phổ biến của bệnh này ở california bệnh vẩy vỏ làm cho những cây cam quýt đã được ghép vào một số gốc ghép quan trọng trở nên kém năng suất, suy giảm và cuối cùng chết. Bệnh phay roi này lây lan từ việc ghép những chồi gỗ có vẻ không có triệu chứng nhưng lại chứa mầm bệnh. Mầm bệnh cũng được truyền qua các dụng cụ cắt tỉa bị ô nhiễm. Các thí nghiệm đã chứng minh rằng một vết cắt bằng dao bị ô nhiễm có khả năng truyền bệnh việc sử dụng chồi cây không có mầm bệnh từ CCBB đã làm giảm sự phổ biến của bệnh này ở California. Bệnh vẩy sừng là một loại bệnh do virus gây ra trên vỏ cây cam quýt, làm cho cây bị suy nhược và suy kiệt. Ghép cành dễ làm lây truyền bệnh này. Việc sử dụng chồi cây không có mầm bệnh từ CCBB đã làm giảm sự phổ biến của bệnh vẩy sừng ở California. Bệnh ú lá nhiều màu trên cây cam quýt là do một chủng vi khuẩn cellula fastidiosa gây ra vi khuẩn này lây lan bằng cách ghép cành và do cung trùng sáp có mặt ở california bệnh ú lá nhiều màu trên cây cam quýt là một vấn đề nghiêm trọng ở nam mỹ và khiến cây cam quýt trở nên kém năng suất với những quả nhỏ cứng california ghi nhận không tồn tại chủng vi khuẩn cellula gây ra bệnh ú lá nhiều màu trên cây cam quýt nhưng chủng này có thể trở thành vấn đề nếu được đưa vào do sự xuất hiện của các côn trùng vật trung gian. Virus nhỏ lá cam quýt phổ biến ở châu Á và du nhập vào Hoa Kỳ vào năm 1908 từ việc nhập khẩu chanh Mayer. Tùy thuộc vào gốc ghép, virus có thể gây ra sự không tương thích vết ghép và làm cây phát triển còi cọc. Virus nhỏ lá cam quýt dễ lây truyền khi ghép cành các nhà khoa học ở California đã phát triển một bản sao của chanh Mayer sạch virus và giới thiệu nó là chanh Meyer cải tiến, hiện được trồng trên khắp California. Bệnh Leptosis là một bệnh do virus gây ra trên cây cam quýt lây lan bằng cách ghép cành và do ve dẹt. Nó gây ra các triệu chứng trên tán lá, cành cây và trái cây cam quýt. Bệnh Leptosis đã lan rộng về phía Bắc từ Nam Mỹ và hiện đã lấn xa về phía Bắc như Mexico. Ve dẹt đã tồn tại ở California và bệnh leptosiosis có thể trở thành một vấn đề ở đây nếu cây họ cam quýt hoặc cành dâm được đưa bất hợp pháp đến California từ các khu vực bị nhiễm bệnh. Virus gây bệnh đốm lá trên cây cam quýt có thể lây lan qua đường ghép cành. Các nghiên cứu ở Tây Ban Nha đã phát hiện ra rằng phân lập trường có chứa CLBV và các mầm bệnh tiềm ẩn khác gây ra rối loạn kết hợp chồi, ngăn cản mạnh mẽ các liên kết ghép. Virus này đã bị chương trình bảo vệ vô tính cây cầm quýt CCBB ngăn chặn vào những năm 1960 và chưa bao giờ xuất hiện trong sản xuất cây cầm quýt thương mại ở California. Tuy nhiên, virus mới được phát hiện gần đây trên một cái cây sao vườn ở California. Loại virus này lây truyền qua hạt giống và có thể đã du nhập vào California bởi một chủ nhà trồng hạt giống trái cây từ cửa hàng tạp hóa nhập khẩu. Bạn có thể tránh lây lan bệnh từ hạt giống bằng cách chỉ mua cây cam quýt từ những vườn ươm có uy tín. Hơn nữa, các vườn ươm có uy tín thường ghép các cây cam quýt trên các gốc ghép có khả năng kháng một số bệnh trên cây cam quýt. Nếu bạn nghi ngờ có điều gì đó không ổn với cây cam quýt của mình, bạn nên liên hệ với các cố vấn nông trại địa phương hoặc những bậc thầy làm vườn. Bạn có thể tránh đưa những loại bệnh này vào sâu vườn của mình khi ghép cây cam quýt bằng cách nhấp vào đây để tìm hiểu cách đặt mua cây trồi sạch bệnh từ ccbb và hãy giúp ngăn chặn sự lây lan của những căn bệnh này bằng cách chia sẻ video này bằng cách ủng hộ và đăng ký kênh youtube này cảm ơn